Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài một ứng dụng nó ẩn phần mềm này để dùng để ẩn những ứng dụng trên màn hình của các bạn. Để chúng ta cài những phần mềm mà theo dõi hoặc định vị hoặc cài phần mềm chống trộm thì mọi người không biết được. Khi người nào lấy máy chống trộm của bạn thì coi như là máy của bạn là chưa có gì, chưa có bất kể một phần mềm gì, họ không biết được. Các phần mềm sau đó ẩn thì nó vẫn hoạt động bình thường. Thì chúng ta vào CF Play. Khi vào CF Play, chúng ta ấn Apex Launcher. Chúng ta ấn vào cài đặt. Chấp nhận. Chúng ta xong thì chúng ta ấn vào mở. Khi chúng ta đã vào bên cài đặt xong cái phần mềm đó thì chúng ta vào bên trong, chúng ta tìm. Thì tất nhiên là chúng ta đã không thấy thì chúng ta ở ngoài đây có một bên là menu, bên là cài đặt Apex. Thì chúng ta ấn vào cài đặt Apex. Cài đặt màn hình chính thì chúng ta đây là hiển thị, chúng ta có cái biểu tượng quản lý và cài đặt quận nên đấy, chúng ta sẽ có những thứ để chúng ta cài đặt giao diện. Thì ngoài cái này thì chúng ta ấn vào cài đặt bảng ứng dụng. Thì ở trong cài đặt bảng ứng dụng có những mục như sau là những ứng dụng ấn sắp xếp bảng ứng dụng và kéo ngắn biểu tượng đấy, kéo ngắn nền. Chúng ta thử kéo ngắn xem. Đây, có thẻ tối này, thẻ sáng, thẻ tối, thẻ sáng. Đây, cái đấy thì mình không cần, đúng không? Thì chúng ta quan tâm là những ứng dụng ẩn. Thì chúng ta kích vào những ứng dụng ẩn. Trong ứng dụng ẩn thì chúng ta sẽ có những phần mềm như sau. Thì chúng ta muốn ẩn nó đi thì chúng ta sẽ ẩn nó đi. Chúng ta chỉ cần tích vào. Mặt cười này nha. Chúng ta kích vào. Chúng ta ấn vào lưu. Đấy. Thì chúng ta trở ra lại màn hình và chúng ta sẽ kích vào ứng dụng Alex. Thì vào cài đặt đây, chúng ta cài đặt. Cài đặt ứng dụng. Những ứng dụng ẩn. Chúng ta chọn những ứng dụng ẩn nha. Đây béo chữ này. Mặt cười này, lưu lại này. Đấy, khi chúng ta lưu lại thì chúng ta vào xem nó có những ứng dụng đó không. Đây không có đúng không? Đây. Hoàn toàn là không có. Thì chúng ta dùng những phần mềm ứng dụng ẩn này để chúng ta cài những phần mềm theo dõi trong cái máy điện thoại của người mình cần theo dõi thôi. Bí mật. Rồi. Xin chào các bạn và các bạn nhớ nhấn subscribe và chia sẻ những video này cho những người khác. Rồi, xin tạm biệt các bạn. Ủa anh muốn? Ừ. Hãy subscribe.